Việt Sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, bước vào mùa khô năm 1972, bộ đội chủ lực Tây Nguyên có sự phát triển nhảy vọt cả về chất lượng và số lượng. Bộ Tổng Tư lệnh và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên hay còn gọi là chiến dịch Đắc Tô – Tân Cảnh. Kết thúc trận đánh, chúng ta đã giáng một đòn chí tử vào quân đội Sài Gòn, làm thay đổi cục diện chiến trường Tây Nguyên, góp phần quan trọng đến thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972. Vậy cuộc đối đầu ác liệt giữa quân giải phóng và quân đội Sài Gòn diễn ra như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư nhìn lại trận đánh hào hùng này ngay sau đây nhé! Đây là căn cứ quân sự mạnh nhất của địch. Cánh cửa thép có sở chỉ huy đoàn 22, trung đoàn 42 bộ binh, trung đoàn 14 thiết giáp, 5 tiểu đoàn pháo binh. Vòng ngoài có nhiều căn cứ lực lượng biệt động biên phòng đóng giữ. Phía sau có hàng chục đại đội bảo an, cảnh sát, phòng vệ dân sự. Khi thấy ta đánh lớn ở Tây Nguyên, địch còn tăng cường thêm trung đoàn 47, liên đoàn 22 biệt động quân, sư đoàn dù, thiếu, đưa tổng số quân lên tới 22 tiểu đoàn bộ binh, 6 tiểu đoàn pháo binh, 4 tiểu đoàn thiết giáp, một tiểu đoàn xe tăng cùng với lực lượng biệt động biên phòng, bảo an, cảnh sát, phòng vệ dân sự. Căn cứ tương quan lực lượng, Bộ Tư lệnh đã tăng cường cho sư đoàn 320, sư đoàn trưởng Nguyễn Kim Tuấn chỉ huy, trung đoàn 24B và các binh chủng kỹ thuật, sư đoàn 2, sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn chỉ huy và chính ủy Lê Đình Yên. Cùng với các trung đoàn chủ lực cũ ở Tây Nguyên, hướng chính có các trung đoàn 66, 28, 95 đảm nhiệm. Trong chiến dịch 1, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân làm tư lệnh, đồng chí Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy. Quyết tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh là vượt mọi khó khăn, đạp băng trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống với khẩu hiệu hành động. Địch tăng cường kiên quyết đánh, địch co cụm kiên quyết diệt, địch bỏ chạy kiên quyết đuổi. Bộ đội ta đã tiến hành chia cắt địch theo từng tầng, từng lớp. Tầng 1 có trung đoàn 28, cắt đứt đoạn đường 14 Con Cô đến Võ Định. Tầng 2 có trung đoàn 95, tiểu đoàn 6, trung đoàn 24B và tiểu đoàn 631 đánh cắt đường 14 đoạn Chư Thoi đến Nam thị xã Kon Tum. Bảo vệ Đắc Tô 2 có trung đoàn 1, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24B và bộ đội địa phương đảm nhiệm. Cách đánh nghi binh, trung đoàn 66 bí mật áp sát căn cứ Tân Cảnh. Mở đầu chiến dịch là những trận đánh của trung đoàn 64 do trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến chỉ huy. Sư đoàn 320 phát huy thế mạnh cao Tây sông Poco đã đánh thiệt hại nặng nề tiểu đoàn 2, lữ đoàn 2 của địch ở căn cứ Delta, điểm cao 1049. Với cách đánh táo bạo thông minh, đại đội 2 đã hạ được 9 máy bay các loại. Trung đoàn 64 đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng 4 đã tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn dù 11, lữ đoàn 3 của địch ở điểm cao 1015. Quân địch hoang mang buộc phải rút khỏi các vị trí còn lại, lui về cùng quân đoàn 2 ngụy củng cố tuyến phòng thủ từ Võ Định về thị xã Kon Tum. Phối hợp với sư đoàn 320, mặt trận cánh đông cũng tiến công địch, trung đoàn 1, sư đoàn 2 và tiểu đoàn 4, trung đoàn 24B cùng bộ đội địa phương vây địch ở Đắc Tô 2, sân bay Phượng Hoàng. Bộ đội ta đánh địch bằng nhiều hình thức, tập kích, phục kích, pháo kích, bộ kích, xông pha tiêu diệt hàng trăm tên, phá hủy 36 máy bay, hàng chục xe quân sự, 40 pháo và súng cối. Nổi bật nhất là trận đánh của đại đội 1, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24. Đêm ngày 17 tháng 4 năm 1972, cả đại đội dùng bè nứa vượt sông Poco tập kích tiêu diệt hoàn toàn trận địa pháo Đắc Rèo Beng của địch, phá hủy 4 pháo 105 ly, thu nhiều vũ khí, đạn dược, khẩu hiệu Trường Sơn chuyển mình, Poco dậy sóng đã lan tỏa khắp chiến trường Tây Nguyên. Các trận đánh trên đường 14 đến Võ Định Trung đoàn 28 cũng rất mãnh liệt dưới sự chỉ huy tài tình của Trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Thước và chính ủy Nguyễn Đằng, trận đánh giao thông diệt gọn hai chi đội xe bọc thép, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 23 biệt động khi chúng hành quân giải tỏa. Pháo binh Trung đoàn 28 liên tiếp bắn phá sở chỉ huy lữ đoàn dù 23 làm cho chúng tổn thất lớn. Đại đội đặc công 19 tập kích diệt gọn trận địa pháo của lữ đoàn dù 2 ở công trang Lăng Lòi, phá hủy 4 pháo 155 ly, 6 pháo 105 ly và 20 xe quân sự. Tại Chư Thoi, Trung đoàn 95, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24 và Tiểu đoàn 631 tổ chức nhiều chốt hỏa lực chặn địch từ Pleiku đi Kon Tum. Hàng trăm công dân và đồng bào các huyện 3, 4, Gia Lai sát cánh cùng bộ đội đắp ụ, chôn mìn, xây dựng những trận địa chốt ngay sát mép đường cạnh cầu Iatover. Trung đoàn 95 kiên cường bám trụ dưới tầm phì pháo ác liệt của địch,
giáng cho chúng những đòn nặng nề. Nhiều đoàn xe tiếp tế của địch bị tiêu diệt, có đoàn ta tiêu diệt 120 chiếc. Đường 14 bị ta cắt đứt ở cả hai phía, nhiều cầu bị ta phá hỏng, không cho địch tấn công, tạo thế vây hãm cụm phòng ngự Tân Cảnh Đắc Tô. Tuyến phòng thủ phía tây sông Poco bị sư đoàn 320 chọc thủng. Cánh cửa chiến dịch đã mở, điều kiện đột phá căn cứ Tân Cảnh đã chín muồi. Tư lệnh Hoàng Minh Thảo điện cho tư lệnh mặt trận Nguyễn Mạnh Quân tổ chức đánh Tân Cảnh. Trung đoàn 66 được tăng cường thêm từ đoàn đặc công 37 và một đại đội xe tăng T-54 cùng dân quân huyện 80 Kon Tum. Với khẩu hiệu tất cả cho phía trước, tất cả để giải phóng Tân Cảnh, Đắc Tô. Ngày 21 tháng 4 năm 1972, toàn bộ quân địch bị quét khỏi cao điểm 1023-1034, đổi tròn. Các đơn vị pháo binh, đặc công của ta bí mật chiếm lĩnh trận địa. Chiều ngày 21 tháng 4, toàn bộ 13 chi khu quân sự của địch ta bị tấn công. Đại đội 29 B-52 bắn trúng diệt hầu hết xe tăng của địch ra phản kích. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Đêm ngày 23 tháng 4, từ ngầm Poco Hạ, chí xe tăng T-54 của đại đội thiết giáp 7 xuất kích. Theo đường công binh mới mở, xe tăng lướt qua quận lỵ Đắc Tô, lao về căn cứ Tân Cảnh. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 do Phó Tham mưu trưởng Hoàng Anh Tài chỉ huy làm thành tiêu lộ sống, dẫn xe tăng của ta sùng trận. Nhiều đồng chí của ta đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương vẫn leo lên thành xe tăng để dẫn đường tấn công. Đến 1 giờ sáng ngày 24 tháng 4, xe tăng của ta thọc qua đường 14 vào thị xã Tân Cảnh. Pháo binh Trung đoàn 40, pháo binh Trung đoàn 675 cũng đánh mạnh, đạn pháo nổ vang trời dậy đất. Toàn bộ lực lượng địch trong thị trấn sừng sốt thấy xe tăng của ta. Chớp thời cơ, tiểu đoàn 9 nổ súng tấn công, phối hợp có quân và dân đội công tác Tân Cảnh nổi dậy nắm chính quyền, kêu gọi địch ra hàng. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, pháo binh ta đã áp đảo quân địch. Trung đoàn 66 phối hợp với xe tăng đánh các mục tiêu trong căn cứ Tân Cảnh. Người trước ngã, người sau sốc tới. Địch dùng máy bay các loại oanh tạc dữ dội. Chúng dùng cả chất độc hóa học, hơi cay, hơi ngạt, hòng chặn bước tiến của quân ta. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 Phạm Văn Phượng bị thương, song anh vẫn xông lên dũng cảm dẫn đầu đội hình đánh thọc sâu vào sở chỉ huy địch. Trung đoàn trưởng Phùng Bá Thường có mặt trong căn cứ trực tiếp chỉ huy bộ đội. Tiểu đoàn đặc công 37 do tiểu đoàn trưởng Đỗ Công Mùi chỉ huy bộ đội từ mật tập sang cường tập cùng hai xe tăng đánh thẳng vào các mục tiêu được phân công, tiêu diệt và bắt tù binh, thu vũ khí địch. 11 giờ trưa ngày 24 tháng 4 năm 1972, Trung đoàn 66 làm chủ trận địa. Tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Hòa thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 7 cắm cờ giải phóng lên căn cứ trung tâm. Tiếp sau đó, tư lệnh mặt trận Nguyễn Mạnh Quân và chính ủy Đặng Vũ Hiệp hạ lệnh cho pháo binh ta tiếp tục đánh Đắc Tô 2. Trung đoàn 1, sư đoàn 2 đánh thẳng vào sào huyệt của Trung đoàn 47 Ngụy, 4 xe tăng T-54 và pháo tự hành 57 ly rời Tân Cảnh sang hợp đồng chiến đấu. Xe tăng hai bên quần nhau ngay bên hàng rào Đắc Tô 2. Trong cuộc đọ sức này, xe tăng 377 đã tiêu diệt 7 xe tăng địch, sức chống cự của Trung đoàn 47 Ngụy bị tê liệt, cánh cửa thép ở Bắc Tây Nguyên của địch bị đánh sập. Trung đoàn 66 tiêu diệt và bắt sống 429 tù binh, bắn rơi 8 máy bay, thu 9 chiếc xe, 20 pháo 105 ly, gần 100 xe quân sự, hàng vạn quả đạn và toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng của địch. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1972, căn cứ Tân Cảnh, Đắc Tô đã hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Tân Cảnh, Đắc Tô mở đầu cho lực lượng vũ trang Tây Nguyên cách đánh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn với tốc độ nhanh, cách đánh khoa học, là sự gương mẫu sâu sát, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường của các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh khen ngợi quân và dân Đắc Tô, Tân Cảnh. Có đoạn viết: cán bộ, chiến sĩ lập chiến công oanh liệt. Chiến thắng Tân Cảnh, Đắc Tô là thắng lợi của công tác tư tưởng, công tác tổ chức giữ nghiêm kỷ luật đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu cao, các đơn vị chiến đấu mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, chủ động tiến công địch từ người chỉ huy cao nhất. Trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Thước, chính ủy Nguyễn Đăng, tư lệnh mặt trận Nguyễn Mạnh Quân, bốn đồng chí kíp xe tăng 377, đồng chí Phạm Văn Vượng đến người chiến sĩ xông lên cắm cờ quyết thắng. Là thắng lợi của sự hiệp đồng giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, sự phục vụ không mệt mỏi của các đơn vị vận tải, cứu thương, trạm xá, bệnh viện tỉnh Kon Tum. Hàng vạn nhân dân được giải phóng, hàng nghìn cháu thiếu niên từ các dân tộc của huyện Đắc Tô, Tân Cảnh đến Diên Bình, Đắk Mót được bộ đội đưa về thành lập trường văn hóa quân đội ở Tây Nguyên để nuôi dạy học.
chiến dịch Tân Cảnh – Đắc Tô đã tạo tiền đề cho các trận đánh lớn về sau, buộc Mỹ, Ngụy phải ký Hiệp định Paris về Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1973. Quý vị thân mến, chiến dịch tiến công Bắc Tây Nguyên năm 1972 tuy còn có một số hạn chế, nhưng cơ bản đã thực hiện được ý định tác chiến chiến lược, làm thay đổi cục diện chiến trường Tây Nguyên, tạo hành lang nối thông giữa mặt trận Trị Thiên, Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ, góp phần phát triển thế và lực của chiến tranh cách mạng miền Nam trong cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972. Và để làm nên thắng lợi của chiến dịch này, không thể không nhắc đến kíp xe tăng bất tử 377. Vậy huyền thoại về chiếc tăng 377 có gì đặc biệt? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư tìm hiểu ngay sau đây nhé! Chiếc xe tăng 377 này có câu chuyện liên quan đến nhà thờ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả bài thơ Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Nhiều người nhầm tưởng nhà thờ đã lấy cảm hứng từ chiếc xe tăng này để viết bài thơ nổi tiếng nói trên. Thực ra, bài thơ được Hữu Thỉnh lấy cảm hứng từ đội hình 88 xe tăng T-54 lần đầu tiên xông trận trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971 mà tác giả là chiến sĩ có mặt trong đội hình ấy. Sau khi được nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc, bài thơ đã trở nên nổi tiếng đến giờ. Nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết, mãi đến năm 1974, theo bước đường hành quân của đơn vị, ông mới đến chiến trường Đắc Tô, Tân Cảnh, nơi xe 377 bị bắn cháy trước đấy 2 năm, vào ngày 24 tháng 4 năm 1972. Nhìn vào lòng xe thấy còn nguyên nhúng cho thiêu xác các chiến sĩ của ekip xe, ông bèn gom gói lại đem chôn ở nơi nghĩa trang Đắc Tô 2. Trong lúc gom cho, phát hiện một gói cơm nắm, các chiến sĩ chưa kịp ăn bị cháy đen vón cục, nhà thơ cẩn trọng bỏ vào ba lô mang theo bên mình. Khi chiến tranh kết thúc, về Hà Nội, ông giao cho Bảo tàng Truyền thống Binh chủng Tăng Thiết Giáp. Ngày nay, nắm cơm này vẫn được trưng bày ở đó. Từ duyên nợ ấy, mỗi dịp đến Kon Tum, nhà thờ Hữu Thỉnh luôn đến thăm xe, khiến nhiều người nhầm tưởng như đã nói. Lịch sử oai hùng và cả bi hùng của chiếc xe tăng 377 sơ lược như sau. Đúng 4 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 4 năm 1972, quân ta bắt đầu nổ súng tiến công căn cứ Tân Cảnh. Từ hướng Đông Bắc và Tây Bắc, xe ta nhanh chóng tiêu diệt các lô cốt, hỏa điểm sát cửa mở và yểm trợ lẫn nhau vượt qua các lớp hàng rào thép gai, dùng hỏa lực chi viện dẫn dắt bộ binh xung phong vào cứ điểm. Ta lần lượt đánh chiếm các vị trí quan trọng như khu cố vấn Mỹ, khu binh sĩ Ngụy, sở chỉ huy trung đoàn 42 Ngụy. Sự xuất hiện của một lực lượng lớn bộ binh tinh nhuệ và xe tăng đã khiến địch thực sự hoảng loạn. Bất chấp lệnh của quan thầy Mỹ, địch ở căn cứ Tân Cảnh đã vứt bỏ tất cả xe pháo rút chạy. Đến 8 giờ ngày 24 tháng 4 năm 1972, quân địch ở căn cứ Tân Cảnh cơ bản bị tiêu diệt và bị bắt sống. Trong lúc địch đang hoang mang vì mất Tân Cảnh, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định điều một trung đội xe tăng và một xe cao xạ 57 ly tự hành hiệp đồng với Trung đoàn Bộ binh 1 đánh thẳng vào căn cứ Đắc Tô 2. Suốt nửa buổi sáng chiến đấu liên tục, không có thời gian chuẩn bị, cơm chưa kịp ăn. Trung đội tăng 3 gồm các xe 377, 354, 369 vừa củng cố đội hình cơ động, vừa nắm địch, vừa bắt liên lạc hiệp đồng với bộ binh. Xe 377 dẫn đầu đội hình vọt lên với tốc độ cao, khéo léo di chuyển, vượt qua các đợt ngăn chặn, đánh phá ác liệt của máy bay địch, tiếp cận mục tiêu sớm nhất. Quân địch trong căn cứ thấy quân ta chỉ có một chiếc xe tăng, không có bộ binh đi kèm, liền cho 10 xe M41 chia làm 2 mũi bao vây xe 377. Lúc này, xe 377 rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, một mình giữa vòng vây xe tăng địch. Trung đội trưởng Nguyễn Nhân Triển đã hội ý chớp nhoáng với kíp xe và các anh đã đi đến quyết định đánh cảm tử. Trung đội trưởng Nguyễn Nhân Triển đã mưu trí, dũng cảm chỉ huy xe 377 tả xung hữu đột, lao thẳng vào đội hình xe tăng địch bắn cháy liên tiếp 7 xe M41, làm địch rối loạn đội hình. Trong lúc hỗn chiến, xe 377 bị trúng đạn bốc cháy. Đúng lúc ấy, xe 354 và 369 có bộ binh đi cùng kịp thời chi viện làm chủ căn cứ Đắc Tô 2. Cụm căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh là tuyến phòng ngự mạnh nhất của địch ở Bắc Tây Nguyên đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Kết thúc trận đánh, đồng đội tìm thấy chiếc xe 377 đang bốc cháy giữa ngổn ngang xác xe tăng địch. Cả kíp xe 4 người đã anh dũng hy sinh. Bên cạnh thi thể không còn nguyên vẹn của các anh, chỉ còn đó những nắm cơm đã cháy thành than mà các anh chưa kịp ăn giữa hai trận đánh. Thương tiếc khôn nguôi, đồng đội đã để các anh nằm lại với đất mẹ Tây Nguyên, với Đắc Tô, Tân Cảnh, nơi các anh đã chiến đấu và anh dũng hy sinh. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 9 tháng 1 năm 2009, kíp xe tăng 377 đã được Chủ tịch nước truy phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, cán bộ, nhân viên Bảo tàng Lực lượng Tăng Thiết Giáp đã sưu tầm và tổ chức trưng bày, giới thiệu rất nhiều hiện vật nguyên gốc về kíp xe 377.
đó là bằng công nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước, bi đông và sổ học tập chính trị của Trung đội trưởng Nguyễn Nhân Triển, di ảnh của 4 liệt sĩ trên kiếp xe, hình ảnh C-377 khi chiến đấu ở Tây Nguyên, kế hoạch sử dụng tăng thiết giáp trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên tháng 3 năm 1972. Lá thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Đắc Lượng gửi người anh trai, nắm cơm cháy trong xe tăng. Thực hiện quyết tâm mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, tháng 3 năm 1972, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã mở chiến dịch tiến công ở khu vực Bắc Tây Nguyên nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng địch, giải phóng Đắc Tô, Tân Cảnh và thị xã Kon Tum. Trải qua 2 tháng kiên trì đấu trí, đấu lực, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quân dân Mặt trận Tây Nguyên đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 7.400 địch, bắn rơi 207 máy bay, phá hủy 849 xe quân sự, thu 14 khẩu pháo, 13 xe tăng, xe bọc thép, 4 máy bay trực thăng, hơn 4.000 súng các loại, giải phóng khu vực Bắc Kon Tum, góp phần phát triển thế và lực của ta trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.